Dạ vâng, xin chào anh em đam mê chơi PCB nhé. Shop hôm nay tiếp tục giới thiệu cho bác về một số mẫu van bình giảm đấy. Trước tiên giới thiệu về van ấy, thì em sẽ giới thiệu cho bác về hai cái mẫu van bên em đang bán chạy nhất trên thị trường. Em sẽ giới thiệu chi tiết về cái mẫu van Clicket hộp mở và van hộp rút các bác nhé. Đấy. Đây, trên tay em đang cầm cái mẫu này là mẫu van hộp rút hộp mở các bác nhé. Đấy, mẫu van hộp mở đời mới nhất 2023 này. Đây, chính hãng công ty Hoben đời mới, nắp chụp các bác nhìn tiện xịn sò đúng không? Cái này sẽ là cốc tiết áp phiên bản rồng các bác nhé. Cốc tiết áp phiên bản rồng là cái nhất này, cái thứ hai là cái mẫu này đời mới thì nó đã cải tiến rất chi là nhiều rồi. Cái mẫu này thì nó sẽ hồi áp cực kỳ là nhanh, chống giò, chống rỉ, chống tràn hơi, tràn áp các bác nhé. Đấy. Con van Clicket hộp mở sẽ có 3 lỗ xả các bác nhé. Đấy. Các bác nhìn này, ở đây nó sẽ có chữ USNOPK 5657 này, có chữ Clicket này, cái đồng hồ này sẽ là đồng hồ xám các bác nhé, đồng hồ xám. Cái mẫu này bây giờ đang được bên em bán giá bao nhiêu ạ? Quá rẻ các bác ơi, bây giờ chỉ có 750.000 các bác nhé. 750.000 bao ship tận nhà cho anh em van Clicket hộp mở này. Đấy, còn bác nào muốn cao cấp hơn, cái van này thì dành cho những anh em đam mê BCB thực sự, là những anh em tay to các bác nhé. Đấy. Vì sao cái mẫu Clicket này là mẫu Clicket hộp rút này, nó sẽ có chữ USA. Đấy, có chữ USA 22110967. Các bác di tay là nó sẽ sần nhé, vì cái này là khắc vi tính, khắc chìm các bác. Đấy, kể cả các bác di cái chỗ này thế, đấy, nó sẽ thấy sần. Cái con này thì sẽ ti sẽ là có 4 lỗ xả các bác này, đấy, ti 4 lỗ xả cực đẹp luôn nhé. Cái mẫu này thì là các bác chơi nó sẽ ổn định theo thời gian, mà ben thì nó đều 100 cái, đều như 100 vì nó hồi hơi hồi áp cực kỳ là tốt. Mẫu này giá công khai cho anh em nhé, 1.700.000 van Clicket hộp rút các bác nhé. Đấy. Còn ngoài ra bác nào muốn lấy bình thì hôm nay lên cho bác cái bình carbon nhé. Đây, hôm nay lên cho bác cái bình carbon đời mới của hãng Gentex các bác nhé. Đấy, bình carbon Gentex có nắp chụp đằng trước rất chi là xịn sò này. Đấy. Cái mẫu này thì nó sẽ ở phân khúc cao cấp đấy. Nhưng giá thì giá bình dân các bác nhé. Đấy, cái bình này sẽ có 036, 042 và 0.5. Giá là 1.900.000 các bác nhé, 1.900.000 bình carbon. Và bác nào muốn lấy rẻ hơn thì bác lấy bình nhôm đít tròn. Bình nhôm đít tròn này giá cũng rất chi là rẻ, 700.000 các bác nhé, 700.000 thôi, sở hữu ngay một cái bình nhôm đít tròn rất chi là xịn sò. Cái này thì khá là an toàn đấy. Ngoài ra lên cho bác một số mẫu giảm, lên cho bác mẫu giảm mic trước nhé. Đây, hôm nay giảm thì lên cho bác hai mẫu, một mẫu giảm cái này là giảm sniper này của FX các bác nhé. Đấy. Cái này thì triệt âm khá là tốt. Ở trong này nó sẽ là có 6 vách các bác nhé, 6 vách đấy, giảm sniper. Con này thì bao nhiêu ạ? Giá bây giờ chỉ có 450 thôi các bác nhé. Giảm sniper. Còn bác nào muốn lấy cái đàn cao cấp hơn thì em lên cho bác mẫu giảm Kingtech nhé. Mẫu này thì giá 500.000 các bác nhé. Mẫu giảm Kingtech 500.000. Con này triệt âm đến 99% các bác nhé. Đấy, Super US Army các bác nhé. Đấy. Mẫu giảm này thì các bác đánh giá cực kỳ là cao về độ êm các bác nhé. Đấy. Ngoài ra bác nào chơi Condor thì em lên cho bác mấy cái mẫu giảm. Thứ nhất là giảm Sumo này, con này giảm Sumo tiến lùi 3 khúc nhé. Cái hàng Sumo này thì nó sẽ là liền khối các bác nhé. Đấy, cái giảm này là liền khối. Con này giá bây giờ cũng khá là rẻ, 300. Con giảm Sumo này nhá, bây giờ là giá 350 các bác nhé. Đấy, 350. Còn bốt neo, con giảm bốt neo phi 30 này giá cũng hai con này đồng giá nhá, 350 các bác này. Bốt neo tiến lùi 3 khúc. Bốt neo và Sumo đồng giá 350 các bác nhé. Đấy. Còn bác nào muốn lấy cao cấp hơn thì các bác lấy cái giảm e-force nhé. Đấy. Cái giảm e-force này thì cũng tiến lùi 3 khúc, con này phi 35, con này triệt âm khá là tốt, vách là vách đồng nhé. Vách đồng, cái này triệt âm thì anh em cứ yên tâm nhé. Cái mẫu này bây giờ là giá 420.000 các bác nhé. Mẫu giảm e-force đấy. Thì bác nào muốn mua hàng vui lòng gọi điện trực tiếp đến hai đầu số của shop để đặt hàng các bác nhé. Đấy. Bên em cũng đã báo giá công khai chi tiết tất cả các sản phẩm. Các bác muốn mua mẫu nào thì alo cho shop nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.